Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục về thiền thất khai trị lục. Tổ ra khai thị ngày 15 tháng 12 thất thứ 9 ngày thứ 3. Tổ đã dạy rằng ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa không phải nóng người khác. Nóng thấy sẽ đến phiên ta. Đây là lời nói của người xưa. Cho nên là Chư Tổ dạy chúng ta phải quán sát sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, mình hãy gấp rút để tu hành, chứ ngày tháng qua mau mà đạo nghiệp chưa có thành thì phải nỗ lực. Cho nên ngài Bác Sơn đó, một ngày ngài đó công phu từ sáng đến chiều mà công phu chưa xong thì là một ngày ngài đốt mấy cây hương, thì mỗi lần đốt cây hương hôm nay ngài đã qua mà đạo nghiệp chưa thành thì hơi càng nỗ lực đi tới cho đến khi quên ăn bỏ ngủ thôi, tức là miệt mài đi tới không có dừng. Cho nên cái ngày đó là cái thân á, mình bây giờ nó đã lớn rồi, không biết đi lúc nào, cho nên mình phải vì mình. Tức là mấy mươi năm trong cuộc đời này, mình lo cơm áo gạo tiền con cháu, thì bây giờ là lớn tuổi rồi, thì cũng làm việc nhà chút đỉnh, nhưng mà cũng phải vì mình. Chứ nếu mà vì con cháu nhiều quá thì là mình đánh mất chính mình. Chư Tăng cũng thế, hàng ngày thọ dụng của thập phương tinh khí mà không có nỗ lực tu hành thì phải đền trả nợ cũ. Chính vì thế mà ngài Vĩnh Gia Huyền Giác dạy rằng liễu liễu tức là thấu rõ được bản tâm của chính mình đó, liễu nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái, tức là mình nó là thấu suốt chính mình, thấy lại được mình, làm chủ cho mình, thì nghiệp chướng từ xưa đến nay nó là không, không dính dáng gì hết. Còn nếu mà mình chưa thấu rõ được chính mình là ai á thì phải trả lại cho thí chủ, tức là phải nhẹ thì làm tôi tớ, nặng thì làm trâu bò để trả lại nợ cũ. Cho nên đó là của Đặng Na thí chủ rất là nặng nề, các ngài luôn luôn là nhắc nhở chúng ta. Rồi ngài lại dạy rằng hôm nay sư đô giám trong chùa bệnh chưa đầy một ngày đã mà chết, làm mọi người rất thương tiếc. Ông ấy đã làm việc trong chùa mười mấy năm, trước mắt ta không hề sai phạm tí gì. Người khác tuy cũng có thực được hành trì như thế, nhưng cũng có khi không đúng pháp, duy có ông ấy mới được kể là hoàn toàn. Ở đây người ta gán cho ta cái biệt hiệu là đối với sanh chúng như Bồ Tát, đối với chức sự như La Sát. Hai câu này ta cũng thừa nhận là không sai,
Nhưng cái khổ tâm của ta sợ mọi người khó biết được. Tức là đối với những gì mà chức sự đó, thì là những người đã kiến tánh rồi, nhưng mà các ngài chưa có bổ nhậm, không có thời gian bổ nhậm, được cử ra để làm chức sự. Cho nên nó là ngài buộc những cái nhân vị chức sự là phải nghiêm khắc, chính bản thân mười cũng đồng thời nghiêm khắc với chúng. Nhưng mà riêng tổ thì đối với những người sơ tâm học đạo thâm tiền đó, thì là ngài đối xử rất là tốt. Cho nên trong thiền đường, trong pháp hội của ngài nó có những cái từ này. Rồi ngài giải thích rằng ở đây người ta gán cho ta là hiểu là đối với sanh chúng là như Bồ Tát, và đối với chức sự như La Sát, thì ngài đã nói lên như thế. Nhưng mà ngài cũng than rằng á, hai câu này cũng ta cũng thừa nhận không sai, nhưng cái khổ tâm của ta sợ mọi người khó biết được. Đó cái lòng nói như ngài Lâm Tế đối với một câu đối với Hoằng Bá đó: chính vì cái tâm lão bà quá tha thiết nên đại sự đã xong. Tức là mỗi một lần hỏi đạo á, thế nào là đại ý của Phật Pháp, mỗi một lần hỏi thì bị đánh mấy gậy, mà đánh mạnh đánh đau á, chứ không có đánh nhẹ đâu, đánh thẳng tay luôn cho đau á. Rồi cuối cùng đó thì ngài cũng được kiến tánh, thì mới thấy cái đánh đòn của ngài Hoằng Bá đó, thì đó là cái tâm lão bà, tức là từ bi, từ bi ân hơn cha mẹ. Khi ngộ rồi mới biết được cái chỗ đó. Ngài giải tiếp rằng sự cái lập trường, thật sự cái lập trường của ta đối với sanh chúng và xuất sự trong chùa chẳng phải là ý riêng của ta, mà là cách đối xử của người xưa mà đúng như thế. Bởi vì tôi có đọc lại những cái bản cũ, thì là đối với bản thân mình thì rất là nghiêm khắc, mà đối với thanh chúng thì rất là từ bi. Nhưng mà cái từ bi của cái chư tổ đó thì quá mạnh, quá bạo, bộc lộ quá mạnh, khiến cho đương cơ người nào ngộ thì được ngộ liền, không ngộ là nghi. Tỷ như một cái thùng nước bị chảy, chỗ hở thật to thì đương nhiên không đựng đựng nước được, thì chẳng bao nhiêu lâu rồi sẽ vỡ luôn. Ta hỏi các ông, có cách nào làm cho cái thùng nước khỏi bể chăng mà còn đựng nước được? Các ông nghĩ xem có cách nào không? Nếu không vượt qua hoặc bằng với cách đối xử của ta thì không được nói cách của ta là không phải. Cách của ta là niêm vòng thật cho chặt. Cách của các ông có hơn được cách niêm vòng cho chặt lại của ta chăng ta không? Đừng nói là học văn học võ, đừng nói là bọc cái vỏ thùng, bọc đáy thùng hay lấy bồn trét lại không, phỏng có được không? Có hơn cách niêm vòng cho chặt lại của ta không? Tức là cái thùng nó lủng, mà giờ mình buộc mình niêm thì nó cũng vẫn chảy, mà chỉ giờ là đẽo cái lỗ nó vừa đó, rồi mình đóng lại gọi là niêm, niêm thật chặt thì nước nó mới không không chảy. Nó là ngày ví dụ rồi á, thì là sau đó thì ngài mới nói lại cái của đại chúng: nếu thùng lại chảy nữa thì nên vòng thêm một lần thì tự nhiên sẽ thành một cái thùng tốt lại, còn đựng nước được. Phải biết là búa đập lên đục, đục dập bên vòng nêm thì đương nhiên vòng bị thiệt thòi, nhưng thùng thì được thành tựu hoàn hảo. Đây là lý lẽ nhất định. Ta ác, ta độc
thì cứ mặc kệ cho là ta ác ta độc đi. Nếu mà các ông ác thì không được đâu. Tại sao? Cái ác của các ông không phải như cái ác của ta. Tức là cái ác của người đang tu đó là có tác ý, có giận, có hờn. Còn cái ác của tổ sư là không có tác ý, không có niệm phân biệt, mà cái gì? Diệu dùng từ cái bản tánh, cho nên có chỗ sai biệt rất là xa, như trời với đất vậy. Các ông là tạo ác nhân, hoặc phá giới, hoặc phá nhà chùa. Cái ác nhân của các ông tạo ra về sau phải đọa địa ngục. Cái ác của ta là không cho các ông tạo ác, tương lai sẽ không thọ lấy quả địa ngục. Cho nên hãy cầu cho ta ác. Ta ác là việc tốt, các ông ác là việc xấu rồi. Tại sao hôm nay ta lại nói cái chỗ tốt của sư Đô Giám này? Vị sư ấy đã làm việc với ta hơn 15 năm. Việc cần thiết gì của nhà chùa, sư không hề có tí lầm lỗi nào. Vẽ một cái vòng bảo sư đứng vào trong, sư cũng chẳng sai phạm lấy một tí một ly nào. Việc thu tô đất ruộng của nhà chùa không được tốt, hễ sư đi thì cứ đi là xong. Cho có xa nữa thì cũng xong tốt đẹp như thế. Cái này thật sự cái dụng của tổ sư các ngài thấy nha, cùng là một việc đó, bảo đi việc là thâu thâu thuế đó. Bởi vì nhà chùa xưa có ruộng nhiều quá mà chư tăng thì làm không có hết, thì cho cái dân gian họ làm thì họ có thể đông lúa hoặc là đông tiền. Thì thập niên 50-60 đó trở về trước thì tất cả các chùa ở miền Tây ấy, nhất là Bến Tre, thì chùa có một thầy trụ trì dài ba chúng thôi, thì nó có tới mấy hecta, tức là mấy mẫu, làm đâu có hết, thì làm đủ cho nhà chùa ăn trong một năm thôi, còn nhiêu thuê cho người ta thuê, rồi họ đông lúa lại cho mình. Đó là cái cách của thập niên 50-60, tức là từ năm 30-40, 50-60, tức là tổ Khánh Hòa và tổ Khánh Thông ra Hoằng Pháp, tức là chấn hưng Phật Pháp hay là chấn hưng Phật giáo. Giai đoạn này thì là Phật Pháp rất là thê lương vì ảnh hưởng của Pháp quá nhiều. Thì là Thiên Chúa là quá mạnh mà Phật Pháp thì lại quá suy yếu, mỗi chùa thì còn có vị trụ trì và chúng đệ tử thôi, cho nên không có phát triển mạnh. Chính vì thế mà Ngài đi cổ động tất cả các tự viện cho đại chúng học gia giáo, thì sau này đó trở thành cái lớp sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đó, là bắt nguồn từ tổ Khánh Hòa thập niên 1926. Thì là các ngài đi an cư dạy cho các cái trường hạ ở đâu, làm thiền chủ ở đâu, thì có một Phật tử tên là Diệu Tâm, tức là bà Ba Ngói, là phát tâm cúng dường cho cái chùa đó mấy mẫu, bởi vì bà là rất giàu, nhưng mà có người con thuộc cái loại phá của, cho nên bà buồn phiền mới phát tâm quay về Phật Pháp. À, gặp Tổ Khánh Thông, Ngài đã độ cho. Rồi từ đó mà chỗ nào ăn cư cái hạ thì bà phát tâm rất là dũng mãnh, là bao hết cho cái trường hạ đó. Rồi khi mà mãn hạ thì bà lại cúng dường đất cho chùa canh tác. Chính vì thế mà cái việc cũng đồng thời ra thu thế, mà người khác đi ta không trả, nhưng mà ngài đi đến là tự động ta trả thôi, hoặc là nói mở miệng vài tiếng thôi. Nó có cái lực dụng, cái tâm tốt, thành nó cảm cái người mắc nợ từ tự động ta trả chứ khỏi cần nói nhiều. Còn có người làm hùng hổ được nữa nhưng mà ta không trả.
đó là cái sử dụng con người của tổ sư ngày xưa. Ở đây tổ cũng nói tiếp nè: ta có ngầm điều tra sư, thấy sư chẳng có tí thói xấu nào. Sư không hề hút thuốc, đánh bạc. Có nhiều người rời nhà chùa, cứ cho là trong nhà không biết. Thuốc cũng hút, bài cũng đánh. Như thế thì lúc xuống địa ngục, có hối thì cũng đã muộn rồi. Tức là phải theo dõi, dùng người, nhưng mà không có nghi, nhưng mà phải theo dõi có chu đáo hay không. Còn nếu không chu đáo thì thôi, để cho người khác. Cứ cho là ta không biết, thế còn lẽ nào ta lại không biết chăng? Dù ta không biết được, thì cái nhân quả còn trốn tránh được không? Cho nên, vị sư đô giám này, ta phải ca tụng là một người tốt. Người tốt là người làm trọn vẹn lúc bình thường. Muốn ta gọi các ông là người tốt, thì không dễ đâu. Hôm nay sư bệnh được nửa ngày thì chết, trong lòng ta rất thương tiếc loại người này. Ta hôm nay tán thán người đã vì các ông làm việc, ta hy vọng đời sau sẽ còn cộng tác với ta mới tốt. Nhưng thọ mệnh vô thường, các sư phải biết là người nào phận nấy. Các ông hãy đã phát tâm, hãy tham đi. Tổ lại khai thị ngày 16 tháng 12, thất thứ chín, ngày thứ tư. Ngài nói rằng trong chúng ta thật rất nhiều người chẳng biết xuất gia vì việc gì, cần phải làm việc gì. Phải hiểu được là việc của chúng ta thì nhiều lắm. Một là phải bố thí, hai phải trì giới, ba phải nhẫn nhục, bốn phải tinh tấn, năm phải thiền định, sáu phải trí tuệ, lại còn từ bi hỷ xả. Đó là Ngài nói cái tức là lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đó. Bồ Tát có lục độ vạn hạnh, mà là lục độ vạn hạnh trang nghiêm thì đi thẳng vào diệu giác, tức là chứng thành Phật quả, tức là công viên quả mãn. Thì tổ lại khai sĩ tiếp ngày 17 tháng 12 là thất thứ chín, ngày thứ năm. Tâm thường chiếu soi đạo lý, niệm niệm khế hợp chân thường. Người ngộ rồi thì tất cả động tác đều hợp lý. Người chưa ngộ nhất định làm không đến được. Bởi vì họ chưa ngộ là tâm địa chưa minh, lý đương nhiên không thể đạt đến được hoàn toàn. Người chưa ngộ cho mình là mình, lấy người ta là người ta. Người ngộ rồi thì không thể lấy mình làm người, lấy người làm thiên hạ làm mình, vì thế không giống nhau. Các ông hãy nghĩ xem, lấy ta làm ta thì đương nhiên trước hết chỗ nào cũng nghĩ đến ta, mặc áo ăn cơm trước hết phải có ta. Đương nhiên muốn có được mặc áo ăn cơm tốt, uống nước được ngon, cái gì trước hết cũng phải có ta rồi sao mới đến người. Người ngộ rồi không như vậy, họ tương phản triệt để. Mặc áo thì trước hết muốn người mặc, ông không có quần thì họ có thể không lo cho họ mà còn cởi của họ cho ông mặc. Không có áo họ cũng cởi cho áo ông.
cho ông, ăn thì cũng muốn trước người ta ăn cho no, còn mình thì đói, chẳng gấp gáp tí nào. Tức là Bồ Tát là lợi sanh là mình chịu thiệt. Cho nên trong pháp hội của Ngài Quy Sơn, thì Ngài Ngưỡng Sơn là một đệ tử, cũng là lỗi lạc. Một hôm có một vị khách tăng đến thăm vấn, giờ đến hỏi thì là Ngài Quy Sơn chưa có đưa cái động tác, thì vị tăng đó hét lên một tiếng rồi trở xuống phòng. Rồi đến giờ thọ trai á, rồi chiều lại đó, thì là Ngài Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn, vị tăng hồi sáng đâu rồi, nó mới vừa về. Như thế thì hồi trưa con phải làm sao? Nói là con nhường một phần ăn của con cho cái vị tăng đó. Rồi hỏi cái vị tăng có nói gì không? Thì Ngài Ngưỡng Sơn nói không có nói gì. Thì Ngài Quy Sơn bảo rằng tiếng hét còn vang dội, tới tại sao ông nói không có? Đó là lời của tổ sư đó. Mà Ngài Ngưỡng Sơn đó, ngày xưa đó, nó không có dư giả như bây giờ. 10 người ăn thì phải lường nấu sao cho 10 người đủ 10 tô thôi. Mà nếu có khách đến đó, thì phải nhường cho khách. Mình phải nhịn đói. Đó là quy củ ngày xưa. Nhưng ngày nay không được đâu. Mình no trước thì thiên hạ no sau. Chứ người xưa thì Bồ Tát thì dĩ lợi sanh vi bổn hoài. Tức là Bồ Tát lấy lợi ích cho người là với ý của mình. Người ngộ rồi không như vậy, họ tương phản triệt để. Đó. Mà xin lặp lại, mặc áo thì trước hết muốn người mặc. Ông không có quần thì họ có thể cho lo cho, mà cởi của họ ra cho ông mặc. Không có áo, họ cũng cởi áo cho ông. Ăn thì cũng muốn người ăn trước cho no, còn mình thì nhịn đói, chẳng gấp gáp tí nào, tức là ăn sau đó. Vì sao? Vì họ ngộ rồi, tâm của họ không giống tâm của ông. Tâm của họ là tâm Bồ Tát. Người chưa ngộ là tâm phàm phu. Cho nên kẻ phàm phu, người Bồ Tát, trên trời dưới đất đều sai khác nhau. Ấy là do ngộ và chưa ngộ. Nhưng Bồ Tát và phàm phu không giống nhau ở chỗ nào? Ta nói một thí dụ thì các ông sẽ dễ hiểu. Thí dụ như người nấu cơm là Bồ Tát, người đun bếp là phàm phu. Bồ Tát và phàm phu cùng lo chung một việc, cùng ở một lều, chỗ hành của họ đương nhiên không giống nhau. Phàm phu thì muốn sướng một chút, làm việc thì muốn làm bớt đi một tí, chỗ nào thì cũng muốn chiếm lấy tiện nghi. Họ chẳng cần để ý đến người khác có động phiền não hay không, động niệm hay không động niệm, tổn phước hay không tổn phước, họ chẳng hỏi đến. Bồ Tát không như thế, việc chịu khổ thì tự mình đi làm, nhường cho người phần tiện nghi. Ông sung sướng thì họ mới có khổ để chịu. Rất sợ người khác động niệm, động phiền não, thà để tự mình tổn phước. Tức là làm không kinh động đến mọi người. Đó là hàng Bồ Tát. Còn cái người phàm phu á, thì là động niệm người khác mà mình được được yên. Nó khác xa như trời với đất. Cho nên thời xưa đó, làm nấu cơm bữa cuối, gánh nước, làm vườn, cày cấy, đều là những người có chức sự, đều là người đã kiến tánh.
Người kiên tánh là làm việc tâm họ không có lay động, mà những cái loài bò bay mái cửa, tức là con trùng, con dế, con kiến, có chỗ các ngài lao động thì nó cảm được, nó bò nó đi tránh. Còn con trùng thì nó lặn sâu cho nên lưỡi cày không thể hại nó. Còn phàm phu thì nó không cảm nhận được, cho nên đôi khi cái người phàm phu mà lao động á, nếu mà là cút cỏ thì đương nhiên là nó phải có hại đến sâu bọ, côn trùng. Cho nên là cái người kiến tánh ra làm việc. Còn cái người chưa kiến tánh thì lo tu. Đó là cái quy định của tổ sư ngày xưa. Cũng như người nấu cơm, đến lúc nấu thì người đun bếp nhóm lửa, khi ấy người đun bếp lại đi nói chuyện với người khác. Người nấu cơm tính muốn tự mình nhóm lửa thì không kịp mà không dám kêu người đun bếp về. Chẳng thà chắp tay lại người khác nhóm hộ chứ không chịu để người đun bếp bị động niệm. Sợ người ấy không vui, người đun đun bếp về thấy đã có người nhóm lửa hộ rồi mà không nói cảm ơn. Người nấu cơm còn phải an ủi người đun bếp, nói những lời dễ nghe cho người ấy vui, tức là ái ngữ đó. Trong tứ nhiếp pháp đó, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, cùng làm việc với người ta nhưng mà nói những lời thương yêu ngọt ngào dễ thương. Các ông nghĩ xem, Bồ Tát làm như thế đó không giống như kẻ phàm phu đâu. Hiện nay chúng ta đều là phàm phu, chưa có vị nào là Bồ Tát. Muốn học làm Bồ Tát cũng có thể học cái hạnh của người nấu cơm này. Năm Tuyên Thống thứ hai 1910 chúng tôi ba người đều là người bị thỉnh làm ban thủ nhưng không làm, mà phát tâm làm việc khổ trong bếp để đền ơn nhà chùa, cho nên xin làm chức hành đơn, tức là nấu bếp, núc lo nấu nướng cho chư tăng đó. Tôi là tay đơn, tay đơn ba, hai vị kia là tay đơn nhất và tay đơn nhì. Tay đơn ba là lo cơm nước, là hai vị kia tay đơn nhất là lo thức ăn, tay đơn nhì là lo việc củi lửa, tức là một cái người thì lo thức ăn cho chư tăng, một người thì lo cơm nước và một người thì lo củi nhóm lửa, là cũng là tay đơn nữa. Cái từ ngày xưa nếu mà mình đọc mà không có sự chú thích của người là ở trong cái thiền đường đó thì không rõ được cái từ này. Và quả thật có nhiều từ tôi đọc tôi không hiểu, bởi vì cái người qua họ đọc biết liền, mà mình người Việt á, cái từ nó lạ quá mình không biết đó là cái gì, mà phải tra từ điển, mà từ điển cũng không có luôn, rất khó. Mà may mắn là cũng đã có Hòa Thượng Di Lặc là người qua, là người cũng đại sự đã xong, cho nên ngài đã biết chức vụ, ngài đã ghi chú đóng ngoặc mở ngoặc cho chúng tôi. Khi mới phát tâm làm khổ hạnh, ba người kia có hẹn với nhau rằng chúng ta đều là người không nhận chức ban thủ, nay làm trong nhà bếp không nên để xảy ra sự rầy rà than vãn gì, đừng nói đến việc phải sang khách đường, tức là tư pháp của nhà chùa, để cho người ta xử, nói một câu lớn tiếng để khách đường biết là không phải rồi. Hai người kia đều tán thành, tức là mình không có cãi vã với nhau á, để đem ra xử, thì bây giờ gọi là ban pháp chế. Thì ngày xưa gọi là nhà khách đường á, là cái chỗ để xử lỗi phạm của chư chư tăng.
cũng như là trước xưa nữa là gọi là giới luật viện, là cái chỗ để xử phạt cho cái người phạm lỗi. Ngày nay chúng ta dùng cái từ là ban pháp chế, trung ương cũng có ban pháp chế, thành hội cũng có ban pháp chế, mọi việc xưa kiện rồi thì đến ban pháp chế giải quyết. Thì ở đây các ngài đó giao ước rằng không có cãi, nếu mà cãi người ta nghe thì là bắt lên cái khách đường là để xử phạt. Thì các ngài đã nhất trí không bao giờ cãi với nhau. Vào kỳ chuyển giới, năm trước có ba người nấu cơm. Năm ấy thì chỉ có một mình ta. Năm trước ở Đại Liêu, tức là nhà bếp lớn, có bốn cái lu lớn để đựng cơm thừa, cháo thừa, tức là cơm dư, cháo dư đó. Đến ta thì còn có một, không còn một cái lu nào. Một hôm tăng lên đến 200 người, đều là những người đến thọ giới tỳ kheo. Một hôm nọ, thúng của ta không đủ dùng, bèn đi đến người làm rau mượn. Anh ta không chịu, ta mượn đi mượn lại đến 3 lần mà anh ta cũng không cho. Vừa khi anh ta có việc đi ra ngoài, ta nhân lúc cần phải nấu cơm, bất bất đắc dĩ mới lấy thúng của anh ta vo gạo. Còn vo được thì anh ta lại trở lại, nắm vạt áo của ta giật mà nói: "Chúng ta xuống khách đường đi." Ta không chịu đi, anh ta cứ lôi ta mà không nhúc nhích. Ta hướng về anh ta mà dập đầu nói: đồng tham, đừng xuống khách đường. Chúng ta khi mới ra khỏi thiền đường đã có hẹn là không bao giờ xuống khách đường để người ta cười chúng ta." Lại dập đầu thêm 3 cái nữa thì anh ta mới xả ra. Một ngày sau, anh ta đắp y mang tọa cụ đến liêu phòng ta cầu sám hối. Các ông nghĩ xem, muốn thành Bồ Tát đạo có phải là hành cái hạnh nhẫn nhục chăng? Các ông hãy phát tâm tham đi. Tức là chức sự của các ngài là cái người kiến tánh rồi, nhưng mà tập khí còn á, tập khí chưa hết. Cho nên nó là trong ngày chưa thọ giới thì tới 3 người, nhưng mà ngay trong ngày thọ giới đó tới 200 chư tăng, mà một mình ngài đảm đang vo gạo nấu cơm đun lửa, tức là rất là vất vả. Mà 200 người đó thì ở dưới bếp phải là 15 cho 20 người làm mới kịp, mà có một mình ngài làm nấu như thế thì phải là quá xuất sắc, quá tuyệt. Nếu không chân tánh không làm nổi, không làm nổi. Mà cái vị tăng nắm kéo ngài đi rồi ngài không có nhúc nhích, rồi biết rồi là đã chân tánh thì mới có cái lực dụng này. Ngày ngày khai thị ngày 18 tháng 12 thất thứ 9 ngày thứ sáu: "Người chưa ngộ so với người đã ngộ thì tiền đồ khác nhau. Nay nói sơ qua cho các ông nghe, nếu không thì mơ hồ không dễ gì phân biệt." Người chưa ngộ thì mắt chưa mở, như người mù vậy. Các ông thử nghĩ xem, người mù có tốt gì đâu. Một chân đạp cước chó, lấy tay sờ mó, còn cho là đồ tốt, hai là đồ ăn ngon. Trái lại, đem một chén cơm lại cho anh ta lại sợ các ông trêu chọc, nghi ngờ trong cơm có đồ ăn không sạch, đưa anh ta vào nhà tiêu, anh ta lại cho là rất tốt. Ngồi cũng tiện, đứng lên đưa tay ra thì đều có chỗ tựa.
đại tiểu tiện đều tiện lợi thật là tốt. Đưa anh ta lên chánh điện, anh ta lại nói không đúng, bốn bề không chỗ dựa, không biết là nơi nào cả, lại còn cho là chỗ đồng trống, chẳng có chỗ để nương tựa vào. Không tốt, không tốt, hãy tìm cho ta một chỗ tốt để thân đi, tức là người mù á. Các ông nghĩ xem có đáng tiếc không? Có khổ não không? Đem đồ ngon cho anh ta ăn, lại sợ là không sạch. Để ở chỗ tốt, anh ta lại chê là đồng trống. Vì sao? Vì là người mù không biết được tốt xấu. Ấy là điều khổ não thứ nhất của người chưa cai ngộ. Lại nữa, đến không biết từ đâu đến, đi không biết đi về đâu, chết từ đâu đến, họ sanh từ đâu đến, chết đi về về đâu. Việc này cho nó là không quan trọng, không nói đến. Nhưng hiện tiền cái xác thân này hôm nay chẳng biết được việc ngày mai, muốn lo việc yên ổn trong tương lai thì không làm được. Xác thân này sẽ đến nơi nào cũng không làm chủ được, sau khi chết lại mịt mù không biết chỗ về, tức là tiền tiền lộ mang mang, vị trí hà giảng, đường trước mịt mờ chẳng biết về đâu, là người mù, là người chưa tỏ ngộ. Các ông thử nghĩ xem, chết rồi đi về đâu? Các ông còn biết chăng? Lên thiên đường cũng không biết, xuống địa ngục cũng chẳng hay. Biến thay trâu, biến ngựa, cho đến biến cái gì cũng không biết. Đó là cái khổ não thứ nhì của người chưa khai ngộ. Nói sơ hai loại này, nói thêm nhiều thì không đủ thì giờ. Các ông nghĩ xem, hai cái khổ não này cũng đủ cho các ông chịu khổ rồi. Nếu không tự ngộ thì ai sẽ giúp mình mở mắt ra đây? Không khai ngộ thì giống như kẻ mù, trước sau đều chẳng có chỗ đi. Người đã khai ngộ thì khác, lúc ngộ mới biết. Trước kia ta là người mù mà chẳng biết mình là người mù. Hôm nay mới hiểu ra được ta đã biết rồi. Mắt mở ra thì nhìn mọi người đều là người mù. Tối thì ôi quá đáng sợ. Các ông nghĩ xem, người ấy một khi đã mở mắt rồi thì đâu còn chịu ở trong cầu tiêu nữa. Cất trâu, phân chó, đâu còn không biết sao. Đến lúc này thì về có đường đi, có chân chẳng phải như lúc mịt mù không biết chỗ về. Nay thấy chúng sanh vẫn còn là kẻ mù trong biển khổ, bản thân mình đã từng như thế, cho nên mới phát tơ đại tâm cứu độ cho họ. Đến lúc này mới biết thương tiếc và quý cái xác thân này. Đối với các ông nay đang dụng công phu mà chưa ngộ thì cho cái thân này là đồ gì? Là đồ hôi thối, đau thì cứ cho nó đau, đói no lạnh ấm. Không có gì quan trọng, hư hoại thì cho nó hư hoại, cùng lắm là đổi một cái thân khác cũng được. Muốn ta buông bỏ công phu để săn sóc cái thân này thì không thể được. Vậy mà tại sao ở trên nói lúc ngộ còn muốn thương tiếc thân thể,
quý trọng thân thể, vì muốn thân thể này vun trồng cái hạnh vạn đức trang nghiêm của chúng ta, cần phải thực hành cái lục độ vạn hạnh của chúng ta. Vì chúng sanh khổ, các ông muốn cứu họ, các ông hành hạnh Bồ Tát thì làm cho cứu, làm sao cứu họ được? Không biết kết duyên với họ thì họ không đâu tin ông hành đạo Bồ Tát. Kết duyên với chúng sinh có dễ không? Tỷ như người đã ngộ rồi, hành đạo Bồ Tát, đi đến một nơi kia, thấy một người nữ bèn nói: "Chị hai, chị niệm Phật không?" Người nữ ấy quay đầu trở lại nhìn và nói: "Cái ông thầy chùa xấu này, ai lại chịu, ai là chị hai của ông? Ông còn gọi tôi nữa, thì tôi sẽ cho ông một trận." Cái người lạ mà mình kêu người ta bằng chị, cái kêu niệm Phật người ta cự liền á. Còn mà bực Bồ Tát á thì hỏi, mà không qua lại cự thì là các ngài phải làm sao đây? Người hành đạo Bồ Tát nói: "Tốt, mời chị đánh cho, mà xin đánh cho thật mạnh một tí, đánh mỏi tay thì xin chị nghỉ mệt rồi thì hãy đánh tiếp nữa." Bị cô ta đánh cho một trận rồi mừng rỡ mà đi, lại đến một nơi khác hành đạo Bồ Tát. Tóm lại, suốt ngày bị ba người đánh, năm người mắng, đó là việc tốt, là có lời. Giả sử suốt ngày không ai đánh, không ai mắng là không tốt rồi, là lỗ vốn rồi. Hành đạo Bồ Tát phải như thế, nếu không như thế làm sao biết kết duyên với chúng sinh? Nếu không có duyên với chúng sinh thì muốn độ họ cũng không độ được. Tức là chọc cho người ta mắng chửi đó là kết duyên rồi. Đó là chỉ Bồ Tát mới làm được. Còn mình mà lỡ chọc người ta chửi là thì thành là mang tội thôi. Nhưng mà kết cái duyên là chọc cho người ta chửi, đó là Bồ Tát rất khó phải không? Cho nên đến cái đời nhà Thanh á, có một cái vị tăng họ tu hành rất là tinh tấn, đến quy y với một vị tổ sư rồi xuất gia hành đạo. Mà tổ sư là bảo cái vị đó là ra sau núi đó ẩn, ở đó tu. Thì ngài đó quên tu mà quên ăn bỏ ngủ, rồi gia đình cũng khá giả, chỉ có một người con, hai người con, một trai một gái. Thì á, cái người mẹ đó thương con, bảo người chị đến thăm em. Đến chùa thì hỏi, thì ra sông núi đó có một cái hang động, cái động nó rộng rãi ở trong đó tu. Thì người chị đó thấy em áo quần nó rách, tức là ngài ngồi đó quên hết mọi duyên bên ngoài, tới giờ ăn thì chỉ ăn thôi, rồi giờ là cứ đi tu tiếp thôi. Ngày nay có nhiều người nhịn đói cả tháng được mà chỉ uống nước thôi phải không? Đó là cái cách nhịn đói. Nó có một quyển sách viết về cái cách nhịn đói để trừ bệnh đó. Có người trừ người là nhịn đói được là 10 ngày 20 ngày, mà Hòa Thượng Di Lặc thì nhịn đói tới mấy tháng mà chỉ uống nước thôi. Trong lúc là cái bệnh phổi, rồi khi đi khám bác sĩ thì là phổi nó là nó lủng lỗ rồi, nó lủng lủng lộm chộm, thấy chỗ nào nó cũng có cái đốm hay nó đều hết. Thì bác sĩ bảo là chích thuốc tây. Thì Hòa Thượng nó không không sao được, là để tôi tự chữa. Thì là ngài chỉ uống nước thôi. Là hỏi tại sao là không chữa, nói là cái con vi trùng cóc á nó cũng là chúng sanh. Nếu mà mình nhịn đói á thì nó không có thức ăn. Nó không có thức ăn thì con vi trùng cóc nó không có nảy sinh nữa mà nó tự diệt. Cho nên ngài nhịn đói tới mấy tháng, tôi không nhớ thời gian.
thì thân thể như cái xương gầy, các vị thấy mà cái tượng Phật cái loài xương á, thì ngài Hòa thượng Diệu Lực á là tuy ốm nhà chưa đến đổi lầu xương, rồi mấy tháng sau thì đi chụp hình lại nó lành lặn, tất cả những cái bác sĩ là đều ngỡ ngàng, tức là giai đoạn của bão nhậm mà đâu cần ăn uống gì đâu. Nhưng mà nếu chích thuốc thì sẽ giết con cái vi trùng cốc đó, còn mình chỉ uống nước thì nó không có thức ăn thì nó tự diệt, nó tự sanh nó tự diệt, mình không có cái nệm để sát hại nó. Rồi đó là cái vị tăng đó đó, mấy tháng sau mà người chị ở đến thăm thì thấy cái sắp vải đó nó còn ở bên cạnh, cuối cùng ngài cũng đã kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi thì thấy không có duyên đi độ người, không có duyên độ người, cho nên ngài ra ngã ba đường, rồi có một cái chòi tranh, rồi đào cái giếng, rồi múc nước, rồi gạn lọc để cho người qua lại uống cái nước để gieo duyên với chúng sanh, tức là kết duyên với chúng sanh. Rồi một hôm á là vua Ung Chính là muốn làm lễ kỳ siêu cho Thái hậu, tức là mẹ của mình, mà xét xem trong cái hoàng cung nó có nhiều vị sư ở trong đó, nhưng mà tìm một vị kiến tánh thì không không thấy. Rồi đang suy tư rồi tối ngủ nằm chiêm bao, thấy người mẹ mình bảo là ở Hàng Châu có thánh tăng, thì ra là bây giờ là Hàng Châu nó rộng lớn rồi, biết ai là thánh tăng làm sao tìm. Rồi cho nên ra lệnh toàn thể chư tăng ở Hàng Châu về triều đình làm lễ kỳ siêu cho Thái hậu. Đi ngang qua cái am tranh của ngài, ngài mới thấy hỏi vậy chứ các vị trưởng lão đi đâu thế, hay là các vị tôn túc đi đâu thế, thì các vị trả lời rằng ta đến triều đình để vua lệnh của vua triệu tập chư tăng ở Hàng Châu về triều đình đi làm lễ kỳ siêu cho Thái hậu. Và ngài mới buột miệng nói rằng cho tôi đi theo với. Thì mấy vị kia nhìn lại thì quần áo ngài rách rưới và đầu thì chôm bơm, tức là ngày để tóc dài không có chải. Thì các vị nói ông ăn mặc như vậy làm sao về triều đình, tóc tai bù xù áo quần rách rưới như vậy, giá chùm giá đục, tức là giá hai ba lốt đó. Điều này tôi cũng có. Thì ngài nói rằng như thế thì tôi quải hành lý cho các ngài được không, thì mới vậy nơi được. Ngài quải hành lý cho đến triều đình, đến triều đình xong rồi thì là tất cả những chư tăng lần lượt vào hoàng cung, riêng ngài đó ở lại ngoài cổng rồi đi qua đi lại. Thì cái lính gác cổng á mới chạy vào trong cái báo với vua Ung Chính, nó ở ngoài cổng có một vị hòa thượng đi qua đi lại mà không chịu vào. Đích thân vua đi ra, vua ra hỏi tại sao hòa thượng không đi vào, thì ngài bảo rằng á bệ hạ đã chôn những quyển kinh Kim Cang dưới này làm sao đi được. Vua Ung Chính đấy, tại sao hòa thượng không đi ngược, thì lúc đó là ngài mới là chỏi hai tay đi vào đi ngược lại. Thì ngài cũng đã biết trong kinh Kim Cang tại sao không đi ngược mà để đích thân vua Ung Chính ra để mà nói lời như thế, đây là cái ý gì, phải không? Những cái động tác của tổ sư không thiếu không dư, việc làm của các ngài không thiếu cũng không dư. Phải đợi vua Ung Chính vào, nó ra là thỉnh ngài mới trở vào. Vua thấy hổi ôi quá, đầu tóc rối bù, ăn mặc thì là giá hai ba lốt, thì nó có bất mùi. Thì vua mới sai cung nữ đi tắm cạo tóc, sai cho cạo tóc, sai cung nữ tắm, rồi sai ra trong hoàng cung là may áo cho thật gấp
để sau khi ngài tắm xong có đồ mới để thay. Thì khi tắm xong rồi đó thì hoàng cụ mấy cung nữ đến tâu với vua ông chính rằng đó là nô tài nô tỳ á, nô tỳ đã làm hết cách nhưng hòa thượng không có nhúc nhích. Lúc đó là vua ông chính mới là có niềm tin, có niềm tin rồi thì là tối lại bàn bạc bây giờ cái nghi thức làm như thế nào. Thì ngài bảo rằng thôi thì đặt cái bình hoa, bình bông với dĩa trái cây bát nhang đủ rồi, vua cho nó quá sơ sài. Thì ngài bảo rằng thôi thì hãy làm cái tràng phan. Ngày nay các vị thấy các chùa có làm tràng phan đó, cái tràng phan đó, làm cái tràng phan ghi tên họ. Rồi sáng ra ngài làm cấp chủ, tức là chủ lễ, rồi chư tăng đứng hai bên, ngài khai thị rằng hãy buông bỏ hết đi để được sanh về cõi trời. Nói câu như thế thôi, tức là khai thị quá vắng tắt. Thì ngay khi đó là mùi hương nó lan tỏa cả cái đạo tràng, có tiếng nói vọng lại nói hãy đảnh lễ thánh tăng đi con, mẹ nhiều người mà được siêu thoát về cõi trời. Lúc đó là vua ông chính mới đảnh lễ, trước là chưa không có tin tưởng mấy, nhưng từ cái miệng của mẹ mình nói ra thì lúc đó thân tâm đều cung kính. Sau khi mà cái lễ xong vua đó mới dẫn ngài đi tham quan, thì là ngài mới nhìn, vua nhìn cái quần của vua mặc, thì vua hỏi với hòa thượng thích cái quần này sao, nó thích gật đầu. Cởi quần ra vua mặc hai ba cái quần mà áo bào đâu mà đưa cái ngài mặc vô liền. Cái dẫn ra sau cái quan viên thì đến cái hồ non bộ có cái tháp rất là đẹp, nó nhỏ thôi. Ngài nhìn vậy cái vua biết, vua biết thì là nó hòa thượng thích cái tháp này, hay là ngài gật đầu. Vua sai thợ đục ra đưa cúng dường cho ngài, ngài cầm cái đó ngài dùng thần thông bay đi, có một câu lời nói hãy cố gắng tu hành, hãy cố gắng tu hành rồi đi luôn. Thì là lúc đó vua mới là phát tâm về sau vua ông chính được kiến tâm, vua ông chính kiến tâm. Đó chúng ta thấy nè, tổ sư đã như thế là một khi các ngài tu thì quên ăn bỏ ngủ, mà đưa sắp giải mà cho quên mai luôn nữa, kiến tánh rồi không có duyên độ người, rồi phải tạo nhân duyên và cuối cùng độ được hoàng hậu của, tức là mẹ của vua ông chính thôi, để cho họ có duyên với Tam Bảo họ đến để người sau độ họ, đó là Bồ Tát hành. Điều này chẳng phải ta đặt ra, lúc Đức Phật còn tại thế, chúng sanh vô duyên ngài cũng chẳng độ được. Huống là Bồ Tát, lúc Phật còn tại thế có chúng sanh nào ở quốc độ nọ, có một chúng sanh ở quốc độ nọ. Nhân địa lâu nay chưa kết duyên với họ. Phật ở trên trời, họ ở dưới đất. Phật xuống đất thì họ lại xuống nước. Chung quy chẳng có lúc nào họ gặp được Phật. Phật ra đời độ chúng sanh cũng chẳng độ được họ. Phật đi trên quốc độ của họ, họ cũng chẳng chịu biết đến Phật. Nhưng mà Tôn giả Ca Diếp trong kiếp xưa lúc làm tiều phu thì họ làm quan ông. Tôn giả từng đứng trước ổ ông niệm Phật được một tiếng.
nên với họ có chút duyên ấy. Cho nên Phật Thích Ca bảo tôn giả Ca Diếp đi độ họ. Bây giờ họ mới được thọ pháp. Mọi người các ông hãy nghĩ, kết duyên với chúng sanh có phải là việc rất cần chăng? Hãy tham đi. Đó là Ngài đã dẫn chứng kết duyên với chúng sinh thì như là mình phải tận lực. Cũng như tôi chẳng hạn, là mình không đủ tư cách hoằng hóa tổ sư thiện. Mà người hoằng hóa tổ sư thiện phải là người minh tâm kiến tánh. Nhưng mà đọc sử liệu thì tổ sư cũng có nói rằng, mặc dầu mình chưa kiến tánh, nhưng mà giới thiệu cho người bạn của mình, anh em thân bằng quyến thuộc của mình cùng tu thì được. Tức là người biết giới thiệu với người chưa biết, người đi trước giới thiệu với người đi sau, là kết duyên với nhau. Thì chính vì thế mà tôi là cái người giới thiệu sản phẩm để cho các vị dùng, tức là giới thiệu thiền để cho các vị tu, là kết duyên với các vị. Để đời sau tôi có trở lại làm người thì gặp lại các vị, bởi vì các vị đã tu tập giới thiệu với bạn bè của mình tu, thì tôi gặp lại các vị là hướng dẫn giới thiệu tôi cùng tu. Tức là nhân gieo cái duyên nhân đời này để cái quả đời sau gặp lại cùng nhau tu hành. Chứ còn tư cách thì không có tư cách, không có chứ không phải không đủ, không có tư cách. Mà nhờ cái đọc được quyển sách cũng như cái lời dạy của Hòa Thượng Di Lực, mình hướng dẫn người ta tu thì được. Người chưa biết thì hướng dẫn người chưa biết, người đi trước hướng dẫn người đi sau. Chính vì thế mà khi đi giới thiệu đến các trường hạ, thì năm 1989 tôi có đến trình với Hòa Thượng, thì Hòa Thượng cho phép. Cho nên tôi mới bảo gan bảo phổi làm thầy khôn giới thiệu với các vị. Chứ còn là trên trên bình diện của giáo hội á, thì tôi chỉ là một giảng sư bình thường thôi. Giảng sư thì đủ pháp nhân pháp lý, được giáo hội công nhận cho phép. Pháp nhân pháp lý thì có, nhưng mà cái tư giảng kinh giảng luật nói thì được, nhưng mà giảng thiền thì không đủ tư cách. Cho nên tôi trình bày Hòa Thượng đã cho phép. Chính vì thế mà tôi mong mọi tất cả mọi người chúng ta đồng kiến, đồng giải, đồng hành, tức là cùng thấy, cùng biết, cùng giải thích với nhau, luôn luôn lúc nào cũng đề khởi câu thoại đầu: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Nhất là khi đi ngủ, chúng ta lấy câu thoại đầu: đề lên khởi nghi tình. Thì dìu trong giấc ngủ, thì giấc ngủ chúng ta rất bình bình yên nhờ có nghi tình. Đến đây kính chúc các vị thân tâm thường an lạc, luôn có nghi tình. Chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.